Future quá trời luôn anh chị các bạn, từ Future X, Future Neo, Future 1 đời đầu có, Future đèn LED. Hình như còn thiếu một cái là Future bụng ha. Future đèn halogen mã mẫu từ từ đời trước của Future LED anh chị, hình như là hơi thiếu. Có cái đó thôi. Cũng như là AB em thấy cực kỳ nhiều luôn. Rồi Ngố Nguyễn em xin chào anh chị các bạn, cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn cũng như là kênh YouTube Nguyễn Châu Liêm nha. Ngố Nguyễn thì hôm nay em sẽ đăng vào trong cái ngày hôm nay hình như là ngày 12 tây rồi đó anh chị. 12 tây tháng 4 nha, cũng coi như là chuẩn bị tới lễ ngày lễ 30 tháng 4 và gần nhất luôn là chuẩn bị tới ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đó, thì bà con nào quan tâm thì nhớ xem video này nha. Hoặc là anh chị nào trên kênh Nguyễn Châu Liêm mình có thể mình theo dõi lại vào buổi trưa ha, buổi trưa hoặc buổi tối của ngày chủ nhật. Chủ nhật thì cách đây khoảng tầm 2 ngày nữa thôi thì em sẽ up lại cái video này cho bà con mình ha. SH cũng rất là nhiều luôn. Anh chị mình có thể quan tâm. Bây giờ mình ở Thất Nam nữa nè, quen cái cho bà con coi đi rồi mình qua gặp chị Diễm chủ cửa hàng luôn camera. À, sao em ở Thất Nam về mới hay sao? À, mẫu đời mới phải không? Ừ, mẫu đời mới anh chị các bạn. Cái này á là không phải là màu riêng nha, màu này là màu sơn lại. À, tem là tem riêng nhưng mà màu là màu sơn, mọi người thấy ghê không? Công nghệ sơn giờ đỉnh mà. Nên là mấy cái này là chuyện nhỏ thôi. Chút em quay cận cảnh cho. Giờ mời bà con mình về khu vực bên đây đi. Bên đây thì tay cô cũng nhiều hơn. Winner X nha, Winner X rồi Exeter cũng rất là nhiều. Hầu như bên đây là chuyên cho xe số anh chị bạn. Còn bên kia là tay ga nhiều hơn. Với lại dòng xe nhỏ tiền chút. Anh em muốn đam mê công tay mà tài chính nhỏ thì có thể là Winner nè, Winner B1 anh chị bạn. Thì giá giờ nó cũng không còn nhiều nữa. Ở dưới đây lại xe số tầm vừa tiền cho anh em. Rồi hello chị. Ôi chào em nha. Dạ. Trời ơi trời nắng quá em ơi. Dạ. Chào cho anh luôn. Hoàng Diệp mến chào quý bà con nha. Dạ. Lại gặp quý bà con vào cuối tuần trên kênh Ngố Nguyễn nha bà con. Dạ. Hôm nay thì nói chung tuần vừa rồi vẫn bán được. Dạ. Lại là dòng SH đi nha bà con. Rồi mấy con future mà em nói cũng đi luôn rồi đó. Ừ. Rồi hôm nay là đứng ngày cuối tuần mà là ngày kỳ lương nữa. Đúng em rồi dạ chị. Xả toàn bộ từ chiếc xe từ 3-500 đến 1 triệu 2 triệu luôn. Bà con mình coi được cái video này thì cứ tranh thủ ghé Hoàng Diễm tham quan để mua sắm những cái dòng xe mình yêu thích nha. Dạ. Rất là nhiều những cái dòng xe mới về ngày hôm nay luôn. Ừ. Và bây giờ thì mời mọi người cùng theo chân em Diễm mình xả những cái con xe nào đầu tiên này. Rồi. Và xe máy Hoàng Diễm thì chuyên mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng nha bà con. Ở địa chỉ là 1228 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình Hóa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Số điện thoại thì có ghi mà trên màn hình rồi bà con nhé. Ừ. Rồi bà con mình có kết bạn Zalo, hai đầu số điện thoại được ghi trên màn hình. Mình thích chiếc xe nào tại cửa hàng xe máy Hoàng Diễm thì kết bạn Zalo thì em mình đẩy hình ảnh qua cho bà con mình xem nha. Dạ. Rồi bây giờ thì cũng là tri ân khách hàng thôi, tại vì được khách ủng hộ nhiều quá em Diễm cứ xả và xả thôi bà con. Dạ. Hôm nay thì có cặp Sirius. Sirius không chị? Sirius một con này đời 2012 và một con này đời 2017 nhá. Dạ. Rồi con này mang biển số 47M107290. Ừ. Em này rõ ràng là đang bán 7 triệu rưỡi nè. Dạ. À, bây giờ xả xuống còn 6 triệu 9 nha bà con. 6 9. Máy móc bình đề đầy đủ nè. Đây. Nước sơn, tem, áo là đầy em thấy còn pin á. Cũng liên lạc chứ không xấu đó bà con. Nhìn dạ. Như thế này nhưng mà máy còn ngon lắm, để em Diễm nổ máy lên cho bà con mình nghe tiếng máy nổ một chút xíu nha. Nếu mấy cái xe mà tầm trung trung cao cấp tí anh em mà có nhu cầu ra tên rút gốc là mình hỗ trợ như thế nào có, chị? Có, bên cửa hàng vẫn hỗ trợ nhưng mà cái này yếu biển rồi. Cái những cái dòng xe ví dụ như con này đi mà có 6 triệu 9 là bà con mình con này đừng nên ra tên chi mất đúng công rồi, chị cũng mấy nào triệu mà trên 20 triệu 30 triệu á thì bà con mình nên sang tên. Còn những cái dòng xe này mình cầm cà vẹt đi phà ngoài đường không có sao đâu nhá. Bình thường thôi bà con. Tầm xe nào mọi người quyết định là mình mua mình để dành mình xài luôn á, tầm mười mấy 20 ngoài 20 thì mình ra cũng được. Còn đâu 5 triệu 10 triệu thì mình để chạy đi. Cái này là không có hỗ trợ rút gốc đâu nè. Yeah. 6 triệu 9. Cái này có 6 triệu 9 rút nhập hết 4 triệu rồi bằng gần bằng con xe rồi. Yeah. Nên là em không có hỗ trợ ha. Bà 647 nha, 07290. 647 nha. Đầu like lấy tương tác bà con. À 6 triệu 900 nghìn đồng. Có một con à? Không có con thứ hai đâu nha. Yeah. Ở đây có một con nữa này. Đây, rõ ràng ghi là 8 triệu 9 nha. Yeah. 8 triệu 9 bây giờ bán 7 triệu 9 thôi, 2017. Đời cao ha. Đời cao 2017 nha. Yeah. Bán luôn bà con. Đó, dạ. Cái này không có bao ship, ở đây thì em Diệm nói rất là rõ ràng ở trên kênh mỗi lần quay. Ừ, không dạ. Bao ship, xe đã giảm và xe đã hạ xuống cho quý bà con mình rồi thì không bao ship nhá. Dạ. Và cũng không bao hồ sơ bà con, không có bao hồ sơ. Ở đây là xe đã được test thử, chạy thử thoải mái trong vòng một tuần. Không ưng thì mình có thể ra đổi chiếc khác bằng giá trị chiếc xe trước đó. Dạ. Còn mua góp á, thì mình đến cửa hàng chứ em Diệm, ở đây góp bằng thẻ tín dụng nè. Quẹt bằng thẻ tín dụng, mình dạ. Có thẻ tín dụng thì mình quẹt, không thì mình góp bằng vay tiền mặt nè.
xong rồi là mình góp bằng xe đó. Góp bằng xe thì ngân hàng người ta sẽ giữ cả về gốc cho của quý bà con mình. Cho nên là muốn góp á, thì đến cửa hàng dễ làm hồ sơ hơn là mình góp online nha. Đó rồi, hai con đầu like bà con mình thấy giá ok rồi, em thấy là quá ổn rồi đó. Là ủng hộ em Diễm nha. Ở đây có một con SH Nam. Này mới về hả chị? Đúng rồi, cái con này mới về chứ trên kia là bán hết rồi, còn mấy con thôi. Dạ. Rồi, SH Nam mới về, xe đang dán keo nha bà con. Xe đang dán keo nguyên con này, con này biển số ở đâu không biết nữa. Rồi để em coi coi. Tháo cái biển số ra rồi, 51.8 triệu. Mà xe này là 150, đời này 215, 16 gì đây bà con. 215 nha, nhưng 215. Mà xe liền lạc, máy móc còn nguyên zin bà con. Và xe đang dán keo luôn. Dạ. Con xe này là lốp trước là mới thay ô đô chuẩn nha, ô đô là đúng chuẩn nè. Tại vì cái này mua được từ chủ đi nên mình biết là ô đô, những cái người khách như thế người ta không có tua đồng hồ đâu bà con. Dạ đúng rồi, khách thị trường đâu có tua đâu. Đúng rồi, khách không có tua đồng hồ đâu. 52.000 đúng ô đô, một đời chủ duy nhất. Và 51.800.000 đồng nha, 150. Xe liền lạc, máy ngon, êm. Con này là còn biển số mà tại mình tháo đó hay đúng sao chị? Đúng rồi, còn biển số mà không nhớ là biển số ở đâu luôn á. Anh nhập về mà chị chưa có xem, còn mấy cái xe ông xe ở dưới này thì mình đã bán rồi nhá. Bán rồi hả chị? Đấy, bán hết rồi nè. Rồi lên đây, cái này cũng bán luôn rồi. Dạ. Đó, xe cọc quá trời luôn bà con. Đây mình rồi, ở đây luôn hả chị? Đây, xe 50 nha. Xe 50 này là đời cao này. Đó, hai chìa khóa theo xe này. Đó, biển số thành phố Hồ Chí Minh cũng đẹp lắm bà con. Sao con này còn mới dữ vậy ta? Thì xe 50. Xe này mới chạy có 3.700 à, xe còn mới nha bà con. Chìa khóa hai chìa luôn ha. Hai chìa và mang biển số 59EA. Dạ. 03233. Hết xăng. Hết xăng rồi. Hết sạch xăng rồi, 10.9. 10.9 triệu, còn 10.500.000 đồng. Đấy, giảm như thế thôi nha bà con. Không bao ship và không giảm cái gì nữa hết á. Ở đây em giảm bằng tiền rồi thì không bao ship, không có gì cả. Nói rất là rõ ràng luôn ha. Không bao, nhưng mà bà con có nhu cầu thì cửa hàng sẽ hỗ trợ và hỗ trợ ship đi. Hỗ trợ ship đi cho quý bà con mình. Ship bao nhiêu thì bà mình con gửi lại. Đúng rồi, ví dụ cái con xe này em Diễm bán trên kênh của em Diễm là 10.9 triệu. Mà bây giờ em bán có 10.500 triệu nữa thôi, xe 50. Và biển số cũng đẹp và xe còn mới lắm nha bà con. Rồi con Way Black này nè, 2019 rõ ràng đang bán 13 năm. Em bán 12.9 triệu thôi. Rồi. Không phải tự lên giá rồi mà tự xuống nha bà con, không có. 60H5041-2124 nha. Xe này máy móc zin. Đấy, da áo có trầy nhẹ. Rồi, cái mẫu này đi làm đi, cây bừa là bền lắm anh chị nha. Quay Black bà con nha. Khỏi phải lo. Rồi ở đây thì có quay Alpha. Có một cặp quay Alpha, nhà còn hai chiếc này nè, 11.8 triệu này. Còn lại 11.567M147093 nha. 11.500.000 đồng. Xe máy ngon, máy móc zin, chưa đụng chạm. Con nào là máy em thì báo cho bà con mình. Rồi con này 12 năm. Nhập 12 năm, bán 12 năm luôn, 83B314018 nha bà con. Quay Alpha. Đến đây là dòng Sirius. Đây, Sirius là toàn đời cao và xe đẹp thôi. Đầu tiên là con Sirius 2019 nè. Quý bà con mình xem video mà cửa hàng nào mình cảm thấy giá hợp lý thì mình mua, chứ không cần gì phải vào comment bảo là xe cao quá để thờ năm sau thờ ông bà tổ tiên, không có nha. Xe tùy theo xe. Bà con mình muốn bán cho em thì một chiếc xe giá cao thì em không có mua được. Mà khi mà em mua giá cao thì đương nhiên em phải bán ra giá cao rồi. Mình có tiền có xe mình đâu có bán cho em những giá thấp đâu mà bảo em phải nhập xe vào bán giá rẻ nào ha. Sirius 2019 bánh Nhật Bản RC mà em bán có 11.8 triệu, còn 11.5 triệu thì có đắt đâu bà con. Xe liền lạc, máy móc còn nguyên zin mà dàn áo đẹp mà. Chắc xe còn đẹp anh chị. Có 11.500.000 đồng 2019 RC. Đem áo 36B732972 nha. Còn hai con này là đời cao nè, 2022. Em Diễm cũng quay nhiều cái kênh YouTube lắm. 2020 người ta bán 13.500 triệu, không ai nói gì. Cái này 2022 của em thì bán 14.8 triệu, còn 14.500 triệu thì bảo là cao. Nó hơn nhau hai đời mà. 20 với 22 mà tranh nhau có 1 triệu bạc à bà con, thấy không? 14.500 triệu, 14.8 triệu, còn 14.500 triệu cho mỗi em này. 60H5 34355, 60B37 6827. Em này là 14.8 mà còn 14.5 em có ghi đằng sau rồi nè. Đó. Còn em này đời 2020-21 bản bánh căm thắng đĩa, bán 12.9 triệu, còn lại 12.500.000 đồng em giảm hết đó bà con. Con nào em cũng giảm hết á. Không phải tự lên giá mà lại giảm đâu. Bà con mình đến sau nhìn biển giá số rồi ha, số. Sẽ rõ thôi. Nhìn đằng sau á là mình sẽ mua được giá xe ha. 66V172464 nha. Em này đời 2021 mà người ta bán 13 triệu 14 triệu, em bán có 12 triệu 9 thì lấy đâu ra mà nó đắt à. Đấy, 95B199293. 2021 12.900.000 đồng. Xe có cái giỏ biển số 95 Hậu Giang đang dán keo.
Ok chưa bà con? Mời bà con mình ra phía đằng sau này lại chiêm ngưỡng những cái dòng xe mới về này nữa nè. Đây, xe hôm nay thì về ngập lối luôn á. Nhiều rồi. Anh chị, nãy lúc đầu cũng có quay sơ cho bà con coi rồi đó, đó. Thì bà con cứ liên hệ với chị chủ nha. Quá trời xe luôn. Nếu mà khách hàng mà đang sở hữu một cái dòng xe nào đó mà đang xem video này luôn mà cảm thấy xe cửa hàng đẹp quá hay ưng quá thì mình cũng có thể mình trao đổi xe của mình cũng được nha. Đúng rồi, ở đây có mua bán có trao đổi nha. Bà con mình cứ có những cái dòng xe nào không đi thì cứ mang đến cửa hàng Hoàng Hiển mình trao đổi và mua bán. Thế sao con chiếc BCX này chị? BCX nha. Dàn áo thì giảm tuốt lại. Tại vì những cái dòng xe này bà con mình biết nó to quá, đi thì nó vướng, vướng thì nó phải trầy thôi. Dạ đúng rồi. Là phải giảm tuốt nha. Có sao thì em nói vậy chứ đừng có đến chê bảo là xe giảm tuốt rồi nha. Lốp này mới thay này, lốp không có mòn đâu bà con. Nó không có cái rãnh ở giữa thì bà con mình bảo nó mòn. Nhưng mà thực chất là lốp nó còn dày, nó mới thay rãnh gai đầy đủ nè. Rồi BCX này đời 2016 nè. Bán cho quý bà con mình 29.500.000 đồng. Cái dàn xe này nó đẹp quá ta. Đó nè, đó. Dàn chân đốc tăng rồi em quay kỹ giúp chị cái. Còn ô đô thì không có quan trọng đâu. Đi có 7.000 thì em chỉ không tin là 7.000. Cái này 7.000 hả? 7.672 ô đô này là tua đồng hồ 100% luôn. Đấy không, người trong nghề người ta mới biết được là tua đồng hồ chứ quý bà con mình cứ ham vào là cái km ít là mua là chết. Rồi lốp trước lốp sau là mới quen luôn. Mang biển số 61C1 nha, 54528. Em này em điểm bán cho quý bà con này 29.500. 29.500 thôi. Rồi em giảm cho bà con mình còn 28.900.000 đồng. Giảm hết rồi, không giảm được nữa. 28.900.000 đồng nha bà con. Dạ rồi. Mỗi chiếc xe nhân dịp ngày lãnh lương nữa nè, cho nên em giảm sáng. Em thấy là trong cái ngày hôm nay mà chị Diễm giảm là một cái ngày rất là đẹp nha. Đúng tại rồi. Vì lương thì chắc chắn là đang trong kỳ lương rồi đó. Đúng rồi. Mà tuần sau là trong cái dịp mà ngày lễ, ngày lễ 10 tháng 3. 30 tháng 4 chứ. Mùng 10 tháng 3 tới, sau đó là bắt đầu mới tới. Rồi bắt đầu mới tới 30 tháng 4 nữa. Là trong cái kỳ này là lễ rất là nhiều. Nên là bà con tranh thủ. Thay vì như thế ngày ngày lễ chồng lễ cho nên em diễm xả cho bà con mình có xe đi làm, mua xe đi chơi nha. Rồi Vision 2015 thì bây giờ người ta bán 16, 17 em bán 15 năm. 15 năm 15 rồi. Năm rồi á bà con mình còn giảm nữa nha. Còn nữa. Nếu như mà xe để như thế này á là em diễm sẽ giảm cho quý bà con mình 600.000 còn 14.900. Còn mà giảm tốt lại dàn áo, nói rõ ràng nha, không là mất công bảo là em diễm nói đường bán nẻo nha. Dàn áo thì nó có trầy trầy nhưng mà trầy nó răm thôi, phải giảm tốt lại. Nếu mà giảm tốt lại thì em diễm bán 15 năm. Còn mà không giảm tốt bán 14.900. 14.900. Cái gác 3 ga không có cái Oppo này. Đúng rồi. Rồi 70L1 37529 xa 2015 có 14.900 không tuốt nha. Không tuốt không gì hết. Nguyên bản bà con nha. Còn anh chị nào mà đến đây mà mình đọc lại cái biển số này mà tôi mình thấy cái xe ủa sao nó mướt quá nó đẹp hơn là phải cái giá 15 năm. 15 năm. Rồi đó, ok anh chị. Biển số Tây Ninh, cụ thể là trảng bàn Tây Ninh nè, 70L1 37529 nha. Rồi Way Black 60G1 33022. Em này 12.900 không rẻ hơn được nữa bà con. Xe đẹp, máy móc nguyên zin, dàn áo đẹp nha. Rồi 12.900. Rồi Sirius nè, 69F1 63453. Xe này bánh căm thắng đĩa đời 2020-21 đời cao. 12.900.000 đồng. Còn 12.500, bà con mình cứ đến đây mua xe cứ bảo 12.900, sau 12.500 em bớt xuống cho mình. Còn nếu mà mình nói là thôi bây giờ em không bớt nữa, chỉ bao ship cho em được không? Đúng 12.900 nha bà con nhá. Đó, nói rõ ràng như thế. Rồi con này 11.800, con này 11.500.000 đồng nha bà con. Tất cả những xe này đều được giảm 2-300, 1-2 triệu giảm tuốt. 95E1 78747 nha. Rồi, con này 65F1 57768. Em này 12 năm, em 12 giảm cho quý bà con này 12 triệu nha. Còn lại 12 triệu bánh mâm thắng đĩa đời 2019. Rồi. Okay, mấy con này là máy riêng hết luôn hả chị? Đúng rồi, con nào mà chưa báo làm máy thì sẽ làm riêng hết nha bà con. Này thấy có cái con này nó dễ thương ghê nè, mà biển số đẹp đấy chứ. Đời cao 123, biển số đẹp, đời cao, xe này là xe 50 phân phối nha. Dành cho các bạn là chưa có bằng lái nè. Rồi, anh chị em nào mà muốn mua xe về để đi mà chưa có bằng á thì ok. Xe này hồng hồng đỏ đỏ em nhỏ nó ưa này. Và em này là 13.700, còn 13.500. Những cái dòng xe lướt, xe đẹp không bao giờ có giá rẻ đâu bà con, nên cũng thông cảm giúp em Diễm nha. Khi nào em Diễm bán nhập được giá rẻ sẽ bán cho quý bà con mình giá rẻ liền, tức luôn ha. Rồi. Con này thì biển số rất là đẹp, 60AM122. 123 đi, mình cứ tính 123 đi bà con. Biển số đẹp á, 12233. Dạ, số cặp. Ha, rồi. Ở đây là một loạt AB 125 mà đời 2013 cho tới 2014. Thì bây giờ là em Diễm cũng sẽ xả cho bà con mình luôn nhá. Mỗi lần thì bán 165, 168, 165. Rồi bây giờ 70E1 19107, con này dán keo, xe đẹp, chưa qua giảm tuốt. Xe này chưa qua giảm tuốt.
xe này dán keo em lột ra thôi, 16.8 còn 16.500. Còn 16 năm. Đúng, xe này lột keo ra nên nó rất là mới, không có Oppo, em sẽ thay Oppo vào cho quý bà con mình. Yeah. Đó. Còn bà con mình muốn mua xe đời này 12, 13 em cũng có, thậm chí 9 triệu em cũng có luôn chứ không phải là mười mấy đâu. Yeah. Đấy, tiền nào thì của đó thôi bà con. Đó. Cái đó là điều đương nhiên, điều hiển nhiên rồi. Cái xe này bán cho quý bà con mình là 15.900.000 đồng. 16.5 còn 15.9, 60F1 55414 nha. Khoa lớn tìm xe bà con ha. Đó, 2014. Dàn áo thì phải gọi là 47 là hết cho mọi người đẹp rồi. Xe này có giảm tuốt nha. Đúng rồi, có. Xe này từ cửa rồi. Hàng khác qua Hoàng Diễm cho nên người ta có giảm tuốt trước khi qua cửa hàng xe máy Hoàng Diễm rồi. Yeah. Có sao thì em nói vậy nha bà con. Nhưng mà cũng đẹp. Đẹp rồi, 61G141433 em này 16.8 còn 16.500.000 đồng. 16 năm. Không phải lên giá rồi mà bán xuống nha bà con, 16 năm. Rõ ràng ha. Còn là bên kia chị? 16 năm còn 16.93F1 14963 nha. Ok. Em này 16 năm còn 16, giảm tuốt, con nào cũng giảm đấy bà con mình. Nãy giờ là em đọc giá là giá vừa giảm vừa bán ra đó, 84L123464 nha bà con nhé. Dạ. Yeah. Rồi mời mọi người cùng lên đây này. Lên tới cái dãy mà Future rồi Jupiter, nói chung là mấy cái mẫu mà bền bỉ, tiết kiệm ha. Đây Jupiter. Hôm trước mình lên con Future 2 chỗ dành nhau mua đi luôn. Trong vòng một nốt nhạc. Con Phiêu 2 đó nhiều người gọi không chị? Nhiều lắm luôn á. Bây giờ hiện tại vẫn có người hỏi là bán chưa. Nó tưởng em điểm câu like câu view thế. Em nói rồi mà, em có một con xe à. Ai nhanh thì người ấy mua được thôi, chứ đâu có câu like câu view đâu bà con. Ê, vậy anh khách nào mua con nó được rồi, giúp em với chị chủ là comment trong video này một cái đi. Anh này là anh coi kênh của Ngố là anh đến, anh ở Sài Gòn á, anh xuống anh mua. Nếu mà anh xem được cái video này, anh comment ngay ở dưới giúp em, có phải em câu like câu view không? Anh xuống em còn bớt cho anh 400 nghìn nữa đó. Đó thấy không? 500 nghìn chứ. 500 đó, hả? Đó rồi. Con nó ngon quá trời mà. Con nó ngon quá trời. Con Jupiter 2022 nha bà con. Xe sản xuất 2021. Nhưng mà đăng ký lần đầu là 2022, xe còn mới cáo luôn. Không khác gì xe mới. Ủa? Tăng sân chưa ta? Sao chắc là mà... chưa quá. Mới quá trời mới luôn á. Nhìn chưa kỹ lắm anh chị, trong đây nó hơi tối nhưng hình như có một lần cùng à. Nó còn bé ngó à, nhìn con áo bên kia kìa, nhìn rõ lắm, đẹp. Xe mới cáo luôn, cốt trước cốt sau. Mới thôi, ơi là mới. Em mạnh dạn em chia sẻ là con này giờ anh chị bằng giá nha, được mà chất lượng nha. Căn bản là về cái giá thôi ha. Còn chất lượng xe thì không phải chê vào đâu luôn. Sao lên ga cái chiếc Jupiter nghe mình có cảm xúc ghê đó. Chiếc Jupiter đã. Máy rất là đã luôn. Xe này thì mang biển số 37L246132. Em bán giá này 22 năm. Không có giá rẻ hơn nữa đâu bà con. Những cái dòng xe đẹp lấy đâu ra giá rẻ nào. Con này 500, 22. Con này em tin có thể là Odo chính xác đó nha. Tại đẹp quá. Odo chính xác nhiều luôn, không có thua đồng hồ, mua được từ chính chủ. Dạ, rồi. Cái nào mà mua được từ chính chủ thì cứ tự tin nói là không thua đồng hồ. Dạ. Ha. Rồi. Con này là mang biển số 59B167861 2020, 17.8 còn 17.500.000 đồng. Dạ. Ha, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, mâm xanh. Ở bên đây là những cái dòng xe cổ này bà con. Future X hay gì? Future X nè, 21.500 còn 20.900, em giảm 600 cho bà con nguyên zin. Dàn áo có giảm tốt. Hay có sao nói vậy, máy chưa đụng chạm. Là máy zin đâu nói là đúng chưa rồi, luôn hả chị? Đúng rồi, 81R7 này 4895 nha. Đó. Rồi, anh em nào mà đam mê thì đến đây ha, mình xem thực tế rồi mình coi máy móc cho vừa ý mình. Đúng còn rồi. Chị chủ thì bao zin đó, còn anh em mà muốn chắc ăn thì vừa đến, ý mình đó, thì cứ đến mình coi cho nó đã. Xem. Còn cái này là máy thì bao zin đầu thì rớt. Có sao nói vậy, dàn áo lên dàn áo Funel FE. 68C1 19771 nha. Yeah. 20 năm còn 19.500.000 đồng. Xe này là lên giàn áo chứ không phải neo FI đâu bà con nhé, nói rất là rõ ràng rồi ha. Nó là neo kim, bây giờ neo dọn kim. Phong cách FI cho nó đời cao hơn, nó đúng đẹp rồi. Hơn là vậy đó. Còn này là neo GT 33-34 củ còn 32 củ được bao hồ sơ nguyên bản, chỉ có giàn áo dặm tuyết lại thôi. Chưa đụng chạm một cái gì hết nha. Máy riêng nhưng mà giàn áo có dặm tuyết dán tay mới đúng không chị? Đúng rồi. 47H3-4977 nha. Con này 13.8 nhưng hôm trước mình cũng quay là 13.8. Em giảm 1 triệu vẫn giảm như ai thôi. Còn 12.8. Rồi. Chứ không có lên để giảm. Đó. Ok, còn 12.8 bà con ha. Đây mình lên đây đi, có chiếc Sonic màu đỏ đen nhưng mà được sơn 3D lại rồi. Rồi. Nhưng mà chắc con này là còn rất mới, không có gì bàn cãi luôn nha. Rồi, hôm mới trước là 35.500.000 đồng, em cũng giảm cho quý bà con mình 1 triệu còn lại 34.500. Rồi lệ lộc này nữa bán còn lại 33 triệu thôi, không có 500 quên 34 triệu thôi, không có 500 nữa. Xe còn mới, giá thì nó đương nhiên nó sẽ cao tại vì giá xe nó đẹp bà con, không xấu nha. Con này mới, tên à? Mới lắm, đẹp. Xe em gì con nào xấu em nói xấu à? Con này đẹp, còn con không đẹp. Không có đẹp, khen rồi mà bán giá trên trời đâu bà con. Bản số là của thành phố Thủ Đức 59X3 83517 là con này. Này là khỏi bàn luôn, mới tin.
Đó. Con này chạy 7.000 cây. Còn con này là fuel nail kim lên fuel nail FE nè. Yeah. Con này thì 18.800.000 đồng, 60T8 3268 nhá. Cái này lên giả lão bà con. Bao nhiêu không còn zin đâu. Người ta giảm tốt lại cho mình hoàn toàn từ đầu tới chân, thay mọi thứ rồi. Bây giờ mình về việc đi, không phải làm cái gì nữa hết nha bà con nhá. Yeah. Có sao thì em nói vậy đó bà con. Đó, máy êm rồi. Làm rồi nhưng mà máy nghe vẫn thích. Máy vẫn rất êm. Là thích luôn, êm luôn. Rồi. 18.800.000 đồng, còn 18.500 bán cho bà con mình 18.500 luôn. Rồi, nói chung con này chốt lại giá 18.5 là neo kim nhưng mà dọn dàn áo FI đúng không chị? Đúng rồi. Dàn cái áo này đi thôi. Cũng là neo kim. Người ta cùng dọn lại hoàn toàn lại, máy zin nha bà con. Dạ. Yeah. Thưa trẻ nha, 19.800.000 đồng, còn 19.500.000 đồng mang biển số 61L3 6762. Một đời chủ duy nhất, 4 số mình để đi cũng được, không cần phải sang tên đâu bà con nha. Đó, xe ở đây là niêm yết giá thì bà con mình cứ yên tâm, không có bị hố, không có bị lừa đâu mà sợ. Đây qua đây có chiếc Future LED màu đỏ đen này chị. 2019 nhưng mà đăng ký lần đầu là 2020. Yeah. Xe mang biển số 69L116527 nha. Xe này bán 21.500.000 đồng. 215. Xin lỗi, 21.900.000 đồng. Dạ 21.900 nha. Dạ rồi. Bớt cho bà con mình 300.000 đồng, còn 21.600.000 đồng. Dạ. Yeah. Con này mang biển số 64B251042. 24.500.000 đồng 2022, còn 24 triệu. Không phải lên giá để bớt. Bà con mình từng coi video của em Diễm là biết là không phải lên giá để em bớt cho bà con mình đâu. Yeah. Rồi, 86B8 xe lướt 3.400 km. 26.800, còn 26.500.000 đồng nhé. Còn 265. Hai chìa khóa theo xe Future LED 2022. Đúng rồi. Cực kỳ mới luôn bà con. Còn đó hai chìa còn luôn. Đây mình lên đây đi chị, có chiếc Vario 150. Vario 150 hôm qua mới về này, 2021 nha. Sơn màu xanh nhám nhưng mà cái xanh này nó tựa tựa giống xanh dục bảo nhưng mà nó hơi đậm hơn chút. Cái mà này nó màu xanh nhám. Gì thì chị em gì cũng không có biết luôn bà con, không hề biết cái xe này màu gì luôn á. Rồi mang biển số 61D2 nha. 10421 nha bà con, xe này là 35 năm, còn lại 34.500.000 đồng. Dạ, còn 34 nha, năm giảm ha. Giảm 1 triệu cho bà con mình luôn. Dạ. Chơi vậy đó. Lễ mà. Bên đây mình tới mấy cái mẫu này không biết clip trước em quay là có quay bán được một chiếc rồi Sonic. Có bạn nào hỏi nhiều không? Hỏi thì cũng nhiều đó nhưng bảo sao giá cao thế, đi mua xe mới cho rồi. Thì này xe nó mới quá mà. Nhờ Ngô tư vấn giúp chị cái là tại vì xe nó mới bà con, không thể nào mà mình bán gọi là nhập. Bây giờ cứ như thế này đi, Ngô có một con xe mới mua đi. Bây giờ đến cửa hàng chỉ như cái con này thì em có bán cho chị 20 triệu không? Sao bán được, lỗ không quá sao nào. Em chịu được. Tại vì mới chạy có 611 km à. Em Diễm bán những cái dòng xe này là xe lướt lướt không á. Đấy, cùng thắng này kia nó hai chìa khóa đầy đủ theo xe. Vẫn bán cho quý bà con mình 35.800.000 đồng, giảm 1 triệu còn 34.800 và giảm thêm 800.000 đồng, còn 34 triệu thôi. 611 cây. Xe mới. Đẹp. Nói chung là đôi khi cái đầu tiên mà mình nhìn vô, mình nghe vô là mình nghe giá nó hơi cao, không? Nó hơi ngán thiệt. Nói chung là tâm lý mình nghe ớn luôn em, nhưng mà thực chất mình cái giá nó cao như vậy nhưng mà anh em mình mua về cái nó khỏe lắm, nó không có còn gì để mà tối mà ngủ mình phải suy nghĩ nhiều à. Còn đôi khi mình mua rẻ quá là cái bữa nay nó hư cái này mai nó hư cái kia lại rồi cái tối rồi, ngủ không ngon. Cửa hàng cũng mang tiếng bảo bán cái xe đắt mà đi sửa suốt à. Em nói rồi mà, xe nào không ngon bà con mình cứ mang đến đây cho em, không cần đi sửa đâu hết á. Rồi con này cũng thế, 60 xe này cũng xe lướt luôn, 35.800.000 còn 34.800.000 mà còn 34 triệu thôi. Xe đẹp và không có giá rẻ, bà con yên tâm nha. Rồi Rider này, 25 năm còn lại 24 năm, 2021, 2022 rồi. 70G1, 86751 nha bà con nhá. Đó. Rồi con này 31 à, bây giờ còn lại 29 năm thôi. 29 năm. 29.500.000 đồng Rider 2022 nhá. Rồi. À, xin lỗi, Satia nha bà con. Nó giống nhau quá nhiều khi em lầm đó bà con. Satia nhập khẩu chính hãng của Suzuki Việt Nam các bạn nha. 13640. Đấy, làm sao mình phân biệt được nhập khẩu với sản xuất trong nước? Ta không có. Con này con nhập khẩu á chị. Nó có những cái điểm phân biệt riêng cho anh em khách hàng. Thì thường bây giờ nhập khẩu chính hãng hay nhập khẩu tư nhân gì á thì thực chất nó cũng đều là nhập khẩu á, tư nhân với chính hãng nó cùng là một chỗ thôi. Nhưng mà được cái là Rider chính hãng thì của Suzuki nhập về chính hãng nó được cái bảo hành nó ngon hơn. Thì cái bản nào mình nhập chính hãng thì mình chia sẻ đến em biết thôi, chứ thực chất là về chất lượng nó tương đương như nhau à. Nó không có khác gì á, nó cùng chung nhà máy của Indo về thôi anh chị. Rồi ở đây có con Rider này. Xả luôn đi bà con, 26.800 nhé. Em Diễm nhập 26.800, bây giờ em bán 26.800 luôn. Bà con mình okay đi shop ốc sao răng hết á. Nè, bán 28.500, bây giờ bán 26.800 này. Nói nhiều khi khách không tin đâu. Bảo mày nên nâng giá xong nghề mà bán xuống chứ. Ơi, ai buôn bán trong nghề mới biết được bà con. Có những con lỗ rồi, không ai biết.
con này vô phun ốc máy xa la da ốc cổ rồi là đi phục, cũng đẹp, có cái bình dầu lên nữa nè, à phục bình dầu luôn đó, rồi bên con này thì 24.500 sa chia nha, đó là sa chia phẫu tư nhân đó các bạn, 68B1528 69 nhé bà con, 245 đây mình mà đây. Đẹp máy móc nguyên zin luôn, cho anh mượn cái máy anh quay cái con video này coi, quay hướng sau cho anh em coi cái nhôm của nó này nó đẹp lắm, rồi lên trên con video này em nhìn có khách rồi phải, nó đẹp quá trời nè anh chị coi nè, coi cái nhôm của nó nè. Em quay tí nhá, chỉ có cái khách này cái đó. 70F1 để quay xong đi rồi chị qua là báo giá. Con này đẹp thiệt. Con này đẹp anh em ha, khỏi bàn. Để chị qua đi rồi em báo giá cho. Lên trên quay là cái dàn đầu đó coi. Khỏi bàn luôn. Rồi con video này giờ mình để giá là bao nhiêu đó chị? 335, lên đây là toàn xe đẹp thôi bà con. Xe đẹp và xe lứa thôi, xe này tem đẹp. Và màu cũng đẹp luôn. Và kết là cái bánh mâm bằng đồng nữa. Con này là còn xuất sắc mà, nguyên bản thì em thấy là còn riêng hết trơn à, không có vô cái gì hết á. 70GMF1 nha bà con. Rồi dầu Tây Ninh luôn nha. 96245 33.500.000 đồng thôi đây. Nhập ở đâu về người ta ghi 35 năm em điểm xóa cái đã. Đó. Quay em cái mới nhập tối hôm qua xong, xe đẹp lắm. Để em quay cái hướng sau anh em coi nha. Đó. Cho anh chị các bạn. Đẹp cực kỳ. Cực kỳ đẹp luôn. Này khỏi bàn luôn nha. Trên đây là toàn xe lướt thôi. Dạ. Xe lướt, xe SH Mod rồi AB rồi đủ thứ xe luôn bà con. Dạ. Rồi ở đây có con Vision nè. Vision. 21.9 còn 21.500.000 đồng nha bà con. Số này là của Châu Thành Tây Ninh nha. 70D1 57611. Dạ. Em này đời 2016 nhưng mà xe rất là chất lượng luôn. 36DB5 31395. Em này 17.9 còn 17.500. 2016 nha bà con nhé. Dạ. Đó. Còn bên đây chị con Janus nè. Janus này thì em dìm bán cho quý bà con mình là 19.8 này giảm 1 triệu còn 18.9 này. 18.9. 2022 ba bà con ơi, con này nó nằm lâu lắm rồi, mấy video vẫn thấy em nó nằm đây này. Rồi, Vision 18.869D1 còn 18.500.000 đồng thôi. 69D1 38820 nha bà con nhá. Dạ. Rồi. Ok nha. Ở đây có một cặp Vision đời 2021-22. Em này là 25.500.000 đồng, em điểm giảm cho quý bà con mình 500.000 đồng còn 25 triệu đúng nha. Rồi con này cũng giảm 500.000 còn 25 triệu này bà con. An Giang 67 màu trắng nha. Này thì là khóa chè ha, con này là khóa mặt cây. Xe máy móc dàn áo đẹp lắm. Yeah. Nên bà con mình tranh thủ nha. Rồi. Thứ bảy chủ nhật mình bùng nổ nha bà con. Đó. Rồi mình lên đây đi, một chiếc video nữa này chị, con này biển Lâm Đồng 49 nè. À, cái con này 28.900.000 đồng nha, 125 phân phối nha, mang biển số 49M1 22344. Ở đây thì có nhiều khách hàng hỏi là trả góp không đồng nghĩa là gì, có lãi suất không? Ở đây thì em Diệm nói rồi là trả góp không đồng có nghĩa là mình mua góp không cần phải trả trước 1.000 nào, ví dụ chiếc xe này mình không cần phải trả trước 1.000 nào hết. Nhưng phải có lãi bà con, ngân hàng rồi. Làm phải có lãi chứ không có lãi thì không ai cho mình vay đâu nha. Rồi, con này thì cọp nè. 70K1 nha. 65123. Con này xe này có giảm tuốt lại một chút xíu tại vì nó trầy á, em có giảm tuốt lại cho quý bà con mình rồi mà sao xe đẹp nha, chạy 10.000 cây. Xe đẹp, đỏ rồi. Nhám 38.500.000 đồng. 385. Đó. Có những con xe kia thì có 35 thôi, 34 thôi nhưng mà con này thì nó lại khác rồi con nha. Dạ. Đó. Rồi mình qua đây ha, tới một chiếc AB đi. Con này em nhìn nó cũng đã quá trời nè chị. Xe này không thể bàn cãi bà con. Cái mẫu này thì bây giờ thì bỏ mẫu rồi. Mà để mà kiếm được một con xe đẹp như thế này là có 102 luôn. 61E1 73430 2018 mà giá của nó là 23.800 rồi. Không thể bán cao hơn được nữa. Xe đẹp lắm. Không giảm tốt nha. Xe này không giảm tốt nha bà con. Em khen nó đẹp anh chị đừng kêu em mua nha. Không mà nó đẹp thiệt. Đúng rồi, có nhiều khi mình quay như thế này. Có khách nói là đẹp thì mày mua đi. Đẹp thì mình khen đẹp chứ sao giờ. Tiền đâu mua cho hết, anh chị cho đi em mua. Còn anh chị mà thấy em nói không hài lòng thì thôi mình đừng coi. Đúng rồi. Chứ nào em khen đẹp cũng kêu mua hết, tiền đâu mua. Tiền đâu mua ha. Dạ. Không phải không có tiền mà đi không hết. Phải có tiền đúng không? Rồi ở đây có con 2017 màu đen nhám nè. Biển số thành phố Biên Hòa, hai chìa khóa theo xe, 60F2 67755. Em này bán cho quý bà con mình 20.800. Đắt đúng không? Xe biển số thành phố Biên Hòa không có giá rẻ. Và bớt cho quý bà con mình còn 20.500.000 đồng. 20.500. Nếu mà tỉnh khác á thì em chỉ sẽ bán rẻ cho bà con mình, nhưng mà riêng Biên Hòa em chỉ không nhập được giá rẻ cho nên phải bán giá cao mới vậy. Rồi 72E1 2018 khóa thông minh cao cấp nha. 57609 em này bán cho quý bà con mình 225 còn 22 triệu đồng thôi.
21,9 triệu luôn. Giảm luôn bà con. Bị Vũng Tàu bà con ha, tem bảo này kia là cũng còn xe đẹp nha. Có giảm tuốt lại giờ nào? Có xử lý ở phía trên nha. Có giảm tuốt lại, có sau em nói vậy đó. Cái bà con mình yên tâm. 35K124112 19,8 triệu còn 19,500,000 đồng 2017 khóa lớn tìm xe. Dạ. Yeah. 48B154703 2019 khóa chìa bán 20 năm còn 20 triệu đồng thôi. 20 triệu. Đó, được giảm luôn. Buồn buồn nói 19,900 triệu luôn. Thấy không, bà con mình chơi vậy đó. Đây, chơi vậy mà còn khách bảo là đắt nữa thì không biết xe đâu mà lấy mua rẻ hơn nữa. Lia 2022 4 van. 29,8 triệu em giảm ngay 800,000. Còn lại 29 triệu nha bà con. Có cao quá không bà con? Rồi. Đời cao mà. Nha. 50N2 26973 là bằng số nha bà con mình nha. Còn đây là AB 150 này chị. 150 nha. 36K1 này. Ừ. 29645 2021. Rồi. 36 37 triệu còn 36,500 em giảm cho bà con mình 500,000. Cái dòng 23, mà 150 là chạy thấp lắm nha anh chị. Đó. Chạy mượt lắm. Rồi 160 này, 455 còn 455 là còn lại 445 này. Yeah. 68B1 này 77270 này. Yeah. Xe chạy 11,000. Đó. Còn ở đây là 125 AB 125 4 van, ba con xe này là xe lướt mà. Rồi. Xe mới rất là mới luôn, xe lướt chạy con này chạy 200 cây. Con này ngân chín thì phải. Yeah. Rồi 36E1 64648 35,500 còn 34,500 giảm 1 triệu chưa? Cặp phục bình dầu phía sau. Đúng cho rồi. Cái chiếc màu xanh nè, còn màu đỏ là con này màu đỏ này 64E1 64196 em này 36,8 còn 36 triệu này được giảm. Yeah. Hết. Rồi. 36,9 triệu còn 36,61 triệu 61F1 57191 nha. Rồi. Em này 160 355 còn 34,500,000 đồng 66C1 464836. Yeah. Nếu mà video tuần đợt sau mà vẫn còn thì bà con mình đừng nói em Diễm lên giá xong xuống. Yeah. Nói chung là mấy cái xe này là video trước vẫn còn, bây giờ mình báo giá. Yeah. Rồi đây ở đây là có một con SH này, dàn SH Boss này. Đó, dòng này là cũng mới về mấy con. Con này là mới về tuần này bà con. Yeah. Xe biển số Thành phố Hồ Chí Minh 2019, chính chủ ký giấy, bao khí giấy cho quý bà con mình luôn. Bao khí giấy nhưng phải bao rút gốc nha. Chính chủ mà. Ký giấy xong rồi mình đi tự đi rút gốc được. Mà 59H196459 nha. Cặp vỏ mới tinh à. 44,500,000 đồng bao khí giấy cho bà con mình và bớt cho bà con mình 500,000 còn 44 triệu. Biển thành phố triệu. ABS xe đẹp, dán keo vừa lột ra. 44 chính chủ, bao ký giấy. Khách hàng với cửa hàng lại văn phòng công chứng ký giấy luôn ha. Đúng rồi. Rồi qua kế bên đi chị con này. 79V149418 xe 2019 hai chìa theo xe. Hay. Xe đẹp nha, dán keo về lột keo ra. Còn đủ hết bà con ơi. Rồi. Ủa, xe này thì 39,8 triệu còn 38,9 triệu giảm ngay 1 triệu luôn. Wow. Em Diễm chơi vậy đó để khách hàng khỏi vậy. 2019 quý bà con mình nói ở đâu mà bán rẻ được nữa. Rẻ chẳng lẽ 25 26 là không có đâu. Nha. Nhiều khi cũng buồn lắm, bà con nói là xe bán cao quá thì rất là buồn luôn ấy. Tại vì em cũng nắm giá thị trường để em bán, chứ tự dưng mình bán cao ai mua cho mình. Rồi, SH này cũng lướt luôn, 48,8 triệu còn lại 47,900,000 đồng. Đây là form đời mới. Đúng rồi. Cốt sau, bánh sau chưa có mở ra dù chỉ một xe lần đẹp luôn nha bà con. Đấy, bán là gọi là bán giảm 1 triệu luôn này. Yeah. Rồi con này là biển Tây Ninh, 455 còn 44,500 triệu 2020 ABS nha. Yeah. ABS mang biển số 70H1461416 nha bà con. Rồi xe này là 2019 395, bây giờ còn lại 385 thôi, giảm 1 triệu luôn, 95H1 48465. Rồi. Là 69D1 44416 nha, 38,800,000 đồng còn lại 37,900,000 đồng 2019. Ở đâu ra mà bán cái giá xe rẻ cái đã. Thấy không? Rồi, 2019 màu hột gà tiếp theo, 67N1 42596 395 còn 38,500 còn 38 thôi. Yeah. Rồi buồn luôn, nó 37,900 được chưa? Buồn lòng khách hàng chưa? Đó. Okay, cái câu trắng là chị báo nhiêu chứ chị ha? 95 nè. Con này 39,500 còn 38,500. Ok chị. Đó. Rồi khách hàng thấy vừa nha. Lòng chưa thì em Diễm chạm tiếp cho nha. Đấy, nha. Muốn giảm tiếp thì mình cứ thiện chí đến cửa hàng đi. Mình đúng xem rồi. Xe cái rồi hai bên thương lượng nhau mọi người. Ở đây nè, cửa hàng khác người ta bán 32 mà tôi bán có 29,500 mà đắt ở đâu ra nữa. Dạ. Đó, đắt thì đi chỗ khác mua thôi. 70F1 34188. Xe này đời 2015 mà chất xe còn rất là đẹp, máy thì còn êm, quá lớn thì tìm xe. Yeah. Và bán có 295 à. 295 thôi. Còn Vision rồi còn gì. Máy điên luôn phải không chị? Đúng rồi, những cái dòng xe nãy giờ báo là chưa con nào làm máy đâu, bà con yên tâm. Yeah. Rồi con SH này thì được, nó đẹp, form cũ nó đẹp, bán 65 thì bây giờ bớt 1 triệu còn 64 thôi. 64. Không sao, thế nào mà rẻ hơn được nữa, tại vì xe đẹp.
máy móc nguyên zin, giá não đẹp, hai chìa khóa, hai thẻ từ, thẻ nhớ theo xe và xe chính chủ mang biển số thành phố Biên Hòa nữa. Đúng rồi, 60F3 28600, bà con hang thành phố Biên Hòa Đồng Nai luôn. Bà con mình nè, màu cá trê nè, xe này màu cá trê này, 60B9 này, 71085, 2021, 2022, bán 638, bây giờ có 62 thôi, còn bớt 1,8 triệu luôn. Vừa lòng khách hàng chưa? 60B9, 71085, con này xe thì được. Cái này là người ta lên cái gì đó? Sơn lại cái giàn áo, thực chất của nó là màu trắng đen. Mà khách này người ta ưng quá, người ta lên cái giàn áo màu. Cái này mà ở trong hãng người ta không sơn lại mà đúng không? Màu hãng nó vẫn có cái màu riêng tương tự giống giày. Nhưng mà cái này là do khách sơn lại nhái màu hãng thôi. Chứ nó không giống hoàn toàn trong giàn áo thì giàn áo của SH luôn bà con nhé. Đúng giàn áo nhưng mà sơn lại thôi. Cái màu này nha. Đó, bà con mình về thay cho vẹt là thay một màu này, màu xám xi măng nha. Đó. Rồi. Nó 62 triệu à? Xe hàng hai là 163,8 triệu, còn 62 thôi. 115 CBS đúng không chị? Đúng rồi. Rồi mình qua tới con màu đỏ nha. Con màu đỏ em thấy hình như là có vô cái mặt nạ phía trước đó chị. Con này là 125 mà ABS này 66,500 này. Em Diệp nói rồi, xe này nhập cao lắm nên bán giá hơi trên trời vậy đó. Bán giá trên trời vậy đó. 69K129962. Bán cho quý bà con mình với cái giá là 655. 655. 665 còn 655 đấy. Rồi ABS tiếp theo nè. 125 màu cá trê, ABS nha, 61F147858, 65 năm còn 63,500,000 đồng, giảm 2 triệu luôn. Lời nhiều quá thôi bây giờ giảm xuống. Rồi, 61C197612, 65,500 còn 64,500,000 đồng, bản ABS đàng hoàng nha. Cái đó là 125 ABS đó các bạn. ABS màu cũ nha bà con nhá. Mẫu đèn led 2 tầng. Rồi, mời mọi người cùng sang bên này coi những thằng xe côn tay nha. Hôm nay côn tay. Em đi chỉ đóng cái cửa cái này. Dạ rồi, ok chị. Đây, mời các bạn chị mình về khu vực bên đây ha. Bên đây thì lúc đầu clip em cũng có chia sẻ với bà con mình rồi, là mẫu Exciter với Winner X nữa là có rất là nhiều. Đây, mình xuống bên dưới ha, Winner V1 cũng có nữa. Chắc là chị cũng sẽ báo từ khu vực bên dưới lên thôi. Bây giờ mình xuống dưới trước đi ha. Để chờ chị đóng cái cửa cái này lên. Ngoài ra là có những cái mẫu xe đời cổ nữa nè chị, như là custom rồi các kiểu nè. Thì để chị chủ tới báo giá cho. Đây là những xe màu cũ, màu... màu cũ nè. Hình như bên dưới nó mình báo giá rồi đúng không chị? Bây giờ mình từ đây thôi nè. Dạ rồi. Rồi Super nè, trời ơi 14,800,000 đồng, 15,8 mà còn 14,8 thì giảm ngay 1 triệu rồi nè. Mà con mình còn custom nè, Dream Thái nè, Dream Thái tem hồng nè, những cái dòng xe này là xe sưu tầm mà nó nằm cả năm rồi. Anh chị em mình đam mê về cái dòng xe này á, cứ đến coi trực tiếp đi. Không có chụp hình chụp quẹo gì hết á. Tại vì biết làm sao không? Cái con xe này nhiều người ra rành lắm. Phải xem từng con ốc, từng giàn áo, từng chi tiết. Nhiều khi em kiểm chụp á, nó sai một ly cái khách bảo là không zin hay zin như thế nào đó. Thì bà con mình có thời gian cứ đến xem những cái dòng xe cổ này ha. Đấy, con này 60. Con này 60 thì con custom là 60 triệu nè anh chị. Sẽ thương lượng cho bà con mình. Con này 50 này, bao hồ sơ cũng thương lượng luôn nha. Con này cũng cái này Dream Thái tem hồng cũng thương lượng luôn. Cái này dán keo đó. Rồi. Con này 31 cũng thương lượng luôn. 31. Con này 33 hồ sơ cầm tay. Đó. Rồi. Cứ đến xem đi, xem thoải mái, được giá thương lượng, được giá thì bán. Dạ. Rồi, mình lên đây tới một chiếc Exciter 150. Rồi, con này là đời 2020 nha. 23,800,000 đồng nha bà con. 23,8 triệu. Xe đen nhám mang biển số Bình Dương. Còn em này là em mới kinh này. Dạ, mới kinh. Hàng nhập khẩu này, 2021-2022 này. Em Diệp nghĩ cũng lạ. Xe mới kinh 2021-2022 bán có 26,8 triệu à? Nó bảo để mà thờ chứ trời. Có nhiều chỗ bán 29 thì không ai kêu giá đắt. Mà em Diệp bán có 26,8 triệu mà bảo kêu đắt. Đắt ở đâu ra? Yeah. Bán xe phải có lợi nhuận tí chứ. 69H141376 nha. Có này chất xe em thấy đẹp mà anh chị. Đẹp nha. Không phải tự nhiên mình khen đâu. Anh chị thấy nè, ốc tán của nó là thấy nó còn đẹp trong đây nè. Nhưng mà do cái máy em nó to quá, đưa vô nó không được anh chị. Trong đó là ốc trong đó còn đẹp. Rồi Winner V1. Con này 16 năm còn 15,9 triệu. Winner V1 nha, 2018. Rồi. Con này 17 năm còn 16,5 triệu. Bên đây anh chị nha. Giảm giá hết mức có thể giảm rồi, không thể nào giảm hơn được nữa. 19,8 còn 19. 5,000 đồng. Em ha. Này thì em Diệp nhập khá là cao luôn rồi, bây giờ bán cái giá này ha. Exciter 150. 16,900,000 đồng còn 16,500,000 đồng. 2016 nha bà con nhé. Và mấy con này máy móc đều là rin hết luôn. Đúng chị. Rồi, con nào nằm máy chị bảo cho yên tâm đi bà con, yên tâm. Máy rin rồi, mấy cái xe công tay là chị bảo. Rồi, đến với một con xe kiểm nhà máy làm rồi nè. Đây, có sao thì nói vậy nha. Này máy làm rồi ha. Xe này là đi mâm năm đào. Xe này máy làm đổ rồi. Nói chung là xe này là các bạn trẻ là yêu thích mua về là gọi là để mà
Dành cho sáng nè. Đó. Tay côn nè. Rồi, em nói rõ nè. Cái xe này giúp chị này, đi mấy cái kiểu của Redskin Boy, đi mâm 5 cây rồi đủ kiểu. Redskin Boy 5 cây. Trời. Để riêng nhưng mà phay là anh em rồi làm bạn nè. Cổ bô đi, cổ bô băng hay lớn như nóc nè. Rồi vô gì đây? Cái bộ Uma Racing ha. Còn tình trạng máy thì máy làm rồi. Có sao chị nói vậy? Máy này là máy độ luôn anh em. Đúng rồi. Camera cầm giùm anh coi. Cái này 62, 65 gì luôn rồi anh em, chứ không phải là làm nữa. Máy độ luôn. Máy độ anh em ơi, nhưng mà máy nó im ru à. Độ mà làm sao hay ghê ha, im ru nè. Nồng nữa anh em, nồng này. Camera nhìn anh phải ECS không? Nhìn ra không? Để nó hơi tối quá, nhìn ngược không được. Không phải không? Không có để hiệu phải không? Phụ là phụ ni trong mình dầu nè anh em. Này chắc 62, 65 xe LED 2022 mà bán có 18 triệu 800 à. Con này hả chị? Đúng rồi. 18 triệu 8 thôi. Đúng rồi. Rồi. Vậy thôi chứ bà con. Trời ơi, mấy cái chỗ xe độ em nói chị không có đâu. Đó, bán. Không, trên mạng là cái xe là giao 25 triệu đấy. Nhưng mà chị không có. Tại vì chị nhập được rẻ, chị bán rẻ à. Không, 25 là chỗ đó bán còn rẻ đó. Trời ơi. Mấy cái xe độ này bán ghê lắm. Đúng tại rồi. Vì một cái chỗ nào người ta chuyên á thì độ. Nó sẽ có một cái lượng khách chuyên về xe độ. Đúng rồi. Tại vì người ta bán cao. Còn này mà anh em đang về xe độ mà đang xem video này bảo đảm là rút liền 18 triệu 800 nghìn đồng cho đèn LED nha. Xe này thì về đi thôi. Bà con mình muốn mua xe về đổ thêm cái gì thì về đổ. Thực chất mà nói những cái dòng xe đổ thì dịp ngại bán lắm. Thật tình mà nói như thế. Cái này xe đổi của khách thì em thu thôi. Yeah. Đó, 69D1-58050. 18 triệu và 800 ngàn. Khách đổi chiếc gì chị? Đổi chiếc Sonic. Sonic ha, à rồi. Bảo là đổ hết 10 triệu hay mười mấy triệu gì đó. Mấy cái dòng xe đổ không bao giờ có giá rẻ. Đúng ý rồi. Là khi mà mua xe về á, thì giá xe thì như thế nhưng mà tiền đổ vào rất là cao luôn. Gần bằng một con xe đó bà con. Rồi đây chị em mình qua chiếc em ở Kin đi. Con này biển 83 nè. 24 triệu 500 nghìn đồng nhé. Còn 24 triệu nhé, 83E1-26381 nha. Rồi 23 triệu 8 cho con này, 63C1-27349 nha. Yeah. Em này 2022 màu đỏ trắng nha bà con. 93B2-73645. 26 triệu 500 nghìn đồng. 265. Còn em này thì khỏi phải tả rồi, 2023. Dạ. Chạy 1.800. Cao lắm bà con, rất là cao luôn. 33 triệu 800 nghìn đồng mua xe mới mà đi chứ mua xe cũ chi. Đấy, nhiều khi em bán xe mà khách còn nói như thế, em truyền thuần lại cho mà coi. Dạ, mua xe tại con mới nó đẹp mà. Mấy triệu mà. Còn nó đẹp anh chị. Có 33 triệu 8 giống như xe cũ đâu, tiết kiệm được ít nhất là hơn 10 củ bạc bà con. Rồi. 69E1-67309 nha. 33 triệu 800 nghìn đồng còn lại 33 triệu thôi. Đó. Rồi, anh em mình lên đây. Có một cái chiếc ET 135 đời cao xuống áo. Xe này bán lộ nè, 19 triệu 900 nghìn đồng, 62B1-28202. Xe này nguyên zin là máy nguyên zin. Là não thì lên độ thì lên số ẹt nhỏ. Số ẹt nhỏ rồi. Xuống cái là nhỏ, đồng hồ Uma luôn. Trời. Đây có chiếc GD luôn nè. GD 19 năm còn lại 19 nha bà con. Còn chiếc duy nhất à. Mấy cái dòng xe này thì cũng máy móc từ đó nhìn đó. Không thể nào làm máy được. Con này thì nó lộ hết cục máy ra ngoài rồi nên là anh em mình nhìn rất là dễ. Đúng rồi. Rồi. Đó. Không nó bị đâu được đâu. 60B3 nha, 19 triệu 5 còn 19 triệu nha bà con, được giảm 500 ngàn. Đây, ở đây thì có một Winner X nè, Winner V2 với V3 hoàn toàn còn nhiều. Nãy giờ con nó hú cái gì nha. Quá trời đây nè, có chống trộm nha. 19 triệu 8. Ở cha nữa hả? Hóa chống trộm đầy đủ luôn bà con. Bớt cho 300 thôi còn 19 triệu 500 nghìn đồng, xe đẹp nha. 2021 nha. Rồi. Đời cao. Rồi Winner V3 này còn 5 chiếc này. Em này thì 22 triệu 800 nghìn đồng. Bây giờ em giảm giá xuống cho bà con mình 1 triệu luôn. Winner V3 21 triệu 900 nghìn đồng. 21 triệu nha, Winner V3 bằng với Winner V2 thôi. 93B2-94627 nha. Rồi 70K1 này, 26 triệu 8 còn lại 26 triệu nha bà con. 70K1-78259. Cao quá không bà con, tại vì nhập cao quá rồi đó. Rồi 25 triệu 8 còn 25 triệu nha bà con. 68X1-59018 nha. Rồi. Con này 26 năm còn lại 25 triệu 900 nghìn đồng. 61B2-48475. Được cái mùa lễ với này, được cái mùa lãnh lương cho nên mới có giá đó nha. Qua tháng 5 mà chưa bán được thì không có giá đó nữa bà con. Một con V3 tiếp theo. Bàn luôn. Con này cực đẹp luôn, cho em coi cái chiếc xe này. Hai con này đẹp mà. Rất là mới luôn. Còn đủ không luôn. Không thể nào mà mới hơn được. Hai remote nè. Bản CDS. Đây con đầy này đủ luôn. Chủ này chạy là con này đủ đồ vậy là quá đã rồi. Con này đời nào chị? 2022. Vậy chị đã giá nhiêu đây? 22 triệu, xin lỗi, 25 triệu 500 nghìn đồng. 25 triệu 500. 25 triệu 500 nha bà con. Euro 12.000 cây, thắng bọng là còn mướt rượt. Con tay là còn ngon luôn.
phiên bản thắng thường bà con nha. 25 triệu 500 nghìn đồng được giảm cho quý bà con mình 500, còn 25 triệu đúng mới bán nha. Côn cắt chuẩn mượt luôn anh em, ngon lành. Xe ngon. Quá ngon. Liền lạc, xe đẹp nữa. Thắng thường nha, không gọi xe bếp nha. Rồi. Rồi ở đây thì đây có Winner V2 nha. Winner V2 này còn 18 triệu 500, còn 17 triệu 9 bán luôn, yeah. Xả hết. Con này là 19 triệu 8, còn lại 19 triệu 500 nghìn đồng, 60F3, 83543, đời 2021 không à? Còn Winner V3 phiên bản đường đua 298, con này không thể nào bớt được tại vì nhập cái giá quá cao rồi. Nếu quý anh chị em mình đã từng theo dõi nhiều kênh YouTube có nhiều chỗ bán 33, nhưng riêng con này Hoàng Diễm bán có 29 triệu 800 nghìn đồng. Nguyên cái bộ inox của nó là hết mấy triệu rồi, yeah. Không kể đến cái xác xe, và xe chạy có 3.000 km à, không, yeah, có tua đồng hồ nha, yeah. 60B9 này, 79007 nha, yeah. Rồi ở đây thì 23 triệu 800, còn 23 triệu 500, xe mới 4.000 cây, nó cao vậy đó, okay, chị. 60B3, 81689 nhá, yeah. 19 triệu 8, còn 19 triệu 500 nghìn đồng, tất cả nãy giờ xe nãy giờ là con nào em điểm giảm giá hết nha, riêng, yeah, con này thì không thể nào giảm giá được, yeah. Rồi, hai chị em mình qua đây ha. Coi như là nãy giờ đã cập xong nhật báo giá hết nha, với bà con rồi đó. Đó. Trong xe tại cửa hàng em thì còn nhiều lắm, bà con mình cứ tranh thủ ghé đi. Đấy, không được xe này thì có xe khác, có, yeah, hỗ trợ mua góp rồi có trao đổi xe. Bà con mình có những cái dòng xe cũ nào không đi cứ mang đến đây em điểm đổi cơ. Nhưng, yeah, mà phải giấy tờ hợp lệ này, có giấy tờ mua bán tại cửa hàng này cửa hàng kia em mới thu. Yeah. Nhưng mà đợt vừa rồi khách đưa không có giấy tờ em không có thu đâu. Yeah. Đấy, mua bán rõ ràng ngay từ đầu như thế. Và đây là số điện thoại quen thuộc của cửa hàng xe máy Hoàng Diễm nha, 0906980067 và 0964454569. Yeah. Cửa hàng xe máy Hoàng Diễm ở gần cầu mới, cầu Hòa An. Nếu bà con mình không tìm thấy cửa hàng xe máy Hoàng Diễm thì gọi điện cho em ra em đón, tại vì cửa hàng cách cầu mới Hòa An có 500m à. Nhá. Rồi, xem được cái video này thì bà con mình nhớ ấn like và chia sẻ giúp em Diễm. Trong cái video này thì có nhiều cái chương trình ưu đãi và đặc biệt nhá. Yeah. Chào lễ lớn là 10 tháng 3 này, chào lễ lớn là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này. Đúng bà rồi. Con mình tranh thủ mua xe nha. Yeah. Rồi một lần nữa thay mặt cửa hàng xe máy Hoàng Diễm cảm ơn tất cả quý khách hàng xa gần luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng cửa hàng và kênh Ngố Nguyễn nha. Yeah. Chị em xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị nha. Hai chị em xin chào mọi người.